Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế số đặc biệt phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017 đã khép lại với nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng, như đây là năm đầu tiên mà Việt Nam hoàn thành 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với nhiều kỷ lục được thiết lập. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam có bước tiến vượt bậc, đặc biệt là Việt Nam đã tổ chức thành công năm APEC năm 2017. Tuy nhiên thì kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như nhiều bất cập tại một số dự án BOT. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề 10 sự kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam nổi bật trong năm 2017 do kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV tổng hợp. Năm 2017 là một năm đặc biệt khi lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, tạo không khí phấn khởi trong đầu tư kinh doanh và toàn xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Nổi bật là tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% được đề ra trước đó và trở thành mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, từ năm 2011 đến năm 2016. Đáng chú ý, kết quả này là nhờ vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp và công nghệ chế biến chế tạo thay vì khai thác tài nguyên. Thì phải nói là cái thành tích này đạt được ở cả ba khu vực kinh tế, khu vực nông nghiệp, khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ. Khu vực nông nghiệp thì tăng đến 2,9%. Và chúng ta biết được năm ngoái thì do ảnh hưởng của xâm nhập mặn, của biến đổi khí hậu, của hạn hán, cho nên nông nghiệp là có cái tăng trưởng rất thấp. Mà năm nay thì thời tiết cũng khá thuận lợi, cho nên nông nghiệp phát triển tốt. Nhưng mà đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo. Thì vừa rồi cái số liệu thì chúng tôi đã công bố đấy, riêng ngành công nghiệp chế biến chế tạo thì cả năm nay tăng đến 14%. Đó là cái mức tăng rất cao và đây chính là một cái yếu tố quan trọng nhất cho cái tăng trưởng kinh tế đạt được 6,81%. Không chỉ là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua của Việt Nam, GDP năm 2017 còn ấn tượng bởi sức bứt phá ngoạn mục. Nếu hồi đầu năm 2017, sau khi công bố mức tăng trưởng 5,15% trong quý 1, không ít nhận định cho rằng mục tiêu 6,7% là khó khả thi. Tuy nhiên, với kết quả đạt được, ở các quý tiếp theo, nhiều tổ chức đồng loạt đã nâng dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 6,7%. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để đạt được kết quả này là nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, cùng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt của chính phủ. Sau quý 1, chúng ta nhìn thấy là chỉ đạt 5,2%. Thì mọi người bắt đầu đánh giá, nghi ngờ khả năng đạt được cái chỉ số này. Tuy nhiên là phải nói rằng là Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt, phải nhìn vào chỉ đạo theo hướng là vừa thúc đẩy cải cách chiều rộng này, cải thiện môi trường kinh doanh để tạo niềm tin thị trường, để huy động nhiều cái nguồn lực hơn cho phát triển, thì chỉ đạo vào những cái điểm, những doanh nghiệp, những dự án mà có khả năng tạo ra cái nguồn cung cho nền kinh tế trong năm nay. Và đặc biệt là chỉ đạo phát triển mạnh mẽ cái khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế tác và chế tạo. Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016 và tăng 2,6% so với tháng 12 năm 2016. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát giữ mức CPI bình quân năm 2017 dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm 2017. Phải nói là lạm phát năm nay chúng ta vẫn là có một cái kiểm soát được thành công cái lạm phát ở dưới cái mức 4%. Đây là lạm phát bình quân mà Quốc hội đã đặt ra. Năm nay cũng là năm thứ hai liên tiếp chúng ta kiểm soát thành công được lạm phát và chúng ta vẫn có cái điều hành các cái chính sách tài chính tiền tệ tốt. Đặc biệt cái thành công năm nay đó là chúng ta trên cơ sở kiểm soát tốt lạm phát mà chúng ta đã có cái điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giá dịch vụ giáo dục, rồi chúng ta điều chỉnh giá điện để làm sao cho những cái giá này là những cái mặt hàng chiến lược mà do nhà nước có cái quản lý thì tiếp cận dần với cơ chế thị trường. Thì với cái chỉ đạo điều hành rất là sát sao của chính phủ thì về cái lạm phát là chúng ta vẫn kiểm soát được tốt. Với cái điều hành của ban điều hành giá của chính phủ thì đã thực hiện tốt cái vai trò nhiệm vụ của mình. Có nghĩa là đối với một số những cái giá cả hàng hóa mà nhà nước quản lý thì điều chỉnh vào những thời điểm thích hợp, cho nên không gây những tác động biến động lớn đối với những mặt hàng khác.
Cái thứ hai là trong chính sách điều hành ấy, thì có thể là việc chính sách tiền tệ cũng như chính sách tài khoá đã thực hiện một nguyên tắc là kiểm soát một cách hết sức là tốt và thắt chặt cái chính sách tiền tệ cũng như chính sách tài khoá. Cho nên chúng ta thấy là những cái nhân tố và những cái điều kiện đó nó đã tác động tới cái kiểm soát lạm phát 2017 đạt được vượt cái mục tiêu của Quốc hội đề ra. Việc lạm phát dưới mục tiêu đề ra tạo ra nhiều dư địa cho việc điều chỉnh chính sách của nhà nước. Cụ thể, mặt bằng lãi suất có thể giảm trong năm 2018, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cho doanh nghiệp, là cơ sở để điều tăng giá dịch vụ công. Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đã đạt mức kỷ lục với 17,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8% so với năm ngoái. Những năm trước đây, vốn FDI giải ngân chỉ ở mức từ 11 đến 12 tỷ đô la Mỹ. Năm 2016, giải ngân đạt 15,8 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục là một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà những nguyên nhân cơ bản mà chúng ta phải buộc phải nhắc đến đó là cái đó là môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam luôn luôn được cải thiện bằng cái sự hỗ trợ và hay là cái định hướng cái kiến tạo và phát triển hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, kể cả các doanh nghiệp trong nước cũng như là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ hai là hệ thống luật pháp chính sách luôn được hoàn chỉnh và đáp ứng cái phù hợp với lại cái yêu cầu của thông lệ quốc tế. Đồng thời nền kinh tế thì tiếp tục cũng phát triển, tạo ra một cái thị trường có tiềm năng, và như vậy nó rất là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Về vốn đăng ký, số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, nguồn vốn này sẽ góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Nhiều cả nhà đầu tư lớn như là Samsung, như là LG, như là Intel, như là Bosch của Đức đã thành lập các trung tâm nghiên cứu phát triển. Và những trung tâm nghiên cứu phát triển này ấy, là thu hút rất nhiều các kỹ sư trẻ. Ví dụ như ở Hà Nội là hiện nay Samsung là 1.600 kỹ sư trẻ làm cho trung tâm nghiên cứu của Samsung, và sắp tới sẽ đem lên khoảng 3.200 người. Và những kỹ sư trẻ này ấy, sẽ là những cái nguồn lực rất tốt để chúng ta tiến vào cái hiện đại hóa đất nước và tiếp cận với công nghệ của cách mạng 4.0 theo hướng là những công nghệ tương lai. Ngoài ra, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, với hơn 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản đứng ở vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 9,11 tỷ đô la Mỹ, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hàn Quốc, Singapore. Đây là tín hiệu đáng mừng vì đây là những quốc gia có trình độ khoa học công nghệ phát triển. Từ đó, Việt Nam sẽ thu hút đầu tư từ các dự án có công nghệ cao để tạo ra bước tăng trưởng về khoa học công nghệ. Trong năm 2016, sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung thời gian qua đã là hồi chuông cảnh báo, đặt ra trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cơ chế thu hút FDI. Năm 2017, FDI đã có chiều hướng dịch chuyển dòng vốn vào các ngành tiêu tốn ít năng lượng và tài nguyên, nhân lực thân thiện với môi trường hơn và đã và đang tập trung vào những dự án chất lượng cao vào các lĩnh vực mà Việt Nam khuyến khích. Năm 2017 đã ghi nhận một kỷ lục mới của xuất nhập khẩu Việt Nam khi tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ đô la Mỹ. Bức tranh xuất khẩu của nước ta đang sáng lên ở nhiều ngành, mặt hàng chìm vào khó khăn trong một thời gian dài. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2017 ước tính đạt 213,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 58,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,2%. Khu vực vốn đầu tư nước ngoài, chưa kể dầu thô, đạt 155,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 23%.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2017 ước tính đạt 211,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 84,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 126,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,4%. Cùng với việc gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại của Việt Nam cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như giai đoạn 2007-2015, hầu hết Việt Nam rơi vào trạng thái nhập siêu, tuy nhiên cả năm 2017, xuất siêu của Việt Nam đã đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ. Điều này giúp cán cân thanh toán cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, kiểm soát lạm phát. Thành tích này cũng góp phần cho Việt Nam lần đầu tiên sau nhiều năm hoàn thành và vượt đỉnh mức cả 13 trên 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Năm 2017 thật sự là một năm thành công và để lại nhiều dấu ấn của ngành du lịch Việt Nam. Với sự tăng vọt cả về khách quốc tế và khách nội địa, theo đó ngành đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, đạt mức tăng trưởng gần 30%, phục vụ khoảng 73 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 510.000 tỷ đồng. Đây được xem là một kỳ tích phát triển chưa từng có của ngành du lịch Việt Nam. Tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ và đặc biệt là du lịch thì so với năm 2016 là chúng ta đạt khá hơn, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái quyết định của Quốc hội và của Chính phủ về việc miễn visa cho một số cái quốc gia có cái khách du lịch vào Việt Nam lớn. Nửa đầu năm 2017, Tổ chức Du lịch Thế giới công bố số liệu khách quốc tế trên toàn thế giới. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 6 trên 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới và đứng đầu châu Á-Thái Bình Dương với mức tăng tại thời điểm đó là 31,2%. Việt Nam được đánh giá không còn là điểm đến du lịch xa lạ với du khách quốc tế. Việt Nam hấp dẫn khách du lịch bởi nền văn hóa lịch sử lâu đời, ẩm thực phong phú và cảnh quan tự nhiên hấp dẫn. Những kết quả trên có được từ nhiều bệ đỡ như việc ban hành Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quốc hội thông qua luật du lịch năm 2017. Những hành động quyết liệt này đã giúp du lịch Việt Nam tạo thêm những dấu ấn. Nổi bật, du lịch Việt Nam trong năm qua được thế giới đánh giá cao, nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế. Những dấu ấn này tạo nên những tâm thế hào hứng cho ngành du lịch Việt Nam trong năm 2018. Năm 2017 thì sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam là đảm nhận vai trò chủ nhà của hội nghị cấp cao các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, hay còn gọi tắt là APEC. Việt Nam lần thứ 2 đăng cai tổ chức năm APEC trong vòng hơn 10 năm qua và là một minh chứng sinh động cho sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, cũng như nỗ lực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam. Trong toàn bộ 243 hoạt động mà Việt Nam tổ chức trong năm APEC 2017, đã có hơn 21.000 đại biểu tham dự, riêng tuần lễ cấp cao khoảng 11.000 người, là con số đông đảo nhất những năm gần đây. Với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung, năm APEC 2017 mà đỉnh cao là tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Có thể nói là việc chúng ta tổ chức thành công cái sự kiện APEC thì đây là một cái sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất của chúng ta từ trước đến nay cũng như là cho cả cái nhiệm kỳ này. Và chúng ta đã đóng góp vào cái quá trình dẫn dắt và định hình cho một cái xu hướng tự do hóa thương mại, thúc đẩy toàn cầu hóa và liên kết khu vực theo hướng công bằng. Và chúng ta đã góp phần đề ra được cái mục tiêu về phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm, cũng như chúng ta đã đề ra được những cái định hướng và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, đó là thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ vừa trong kỷ nguyên mới, cũng như là thúc đẩy cái phát triển nền nông nghiệp bền vững trong cái điều kiện biến đổi khí hậu. Trong APEC là có thể nói đây là năm mà gần như tất cả các sáng kiến trong các văn kiện từ tuyên bố cấp cao đến các hội nghị cấp thấp hơn như hội nghị bộ trưởng thì có thể nói là dấu ấn của Việt Nam là rất rõ. Điều ấy chứng tỏ Việt Nam không chỉ là người tổ chức, người đến để lắng nghe, để hiểu, để phần nào đấy thảo luận, mà Việt Nam đã thực sự chủ động và tham gia có chất lượng.
Trong suốt năm APEC năm 2017, Việt Nam đã đạt được tất cả các mục tiêu lớn đã đề ra, là nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nền kinh tế APEC, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp APEC và quảng bá tiềm năng phát triển kinh doanh của Việt Nam. Riêng trong tuần lễ cấp cao, Việt Nam đã ký tổng cộng 121 thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với các đối tác có tổng trị giá gần 20 tỷ đô la Mỹ. Có thể nói là cái lần chúng ta tổ chức APEC như là một cái cuộc tổng diễn tập rất là quan trọng trên cơ sở phối hợp nỗ lực của các cơ quan chính phủ, các bộ ngành với cộng đồng doanh nghiệp. Và một trong những cái điểm nhấn thành công trong cái hội nghị này là chúng ta đề cao cái vai trò của doanh nghiệp và chúng ta tin tưởng vào cộng đồng doanh nghiệp. Và phải nói là cộng đồng doanh nghiệp đã tham gia một cách hết sức tích cực vào cái quá trình chuẩn bị cho các cái sự kiện này. Từ những vấn đề về cơ sở hạ tầng đến những cái nội dung của các cái cuộc họp mà có liên quan đến doanh nghiệp. Và tôi nghĩ là cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi tham gia vào năm APEC. Bên lề tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, các bộ trưởng phụ trách kinh tế của 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã họp tại Đà Nẵng từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 để thảo luận về việc sớm đưa Hiệp định TPP vào thực thi trong tình hình mới. Các bộ trưởng trong phiên họp tại Đà Nẵng cũng đã thống nhất tên gọi mới cho TPP là Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương. Đây sẽ là hiệp định toàn diện, có tiêu chuẩn cao trên cơ sở cân bằng lợi ích của các thành viên, đặc biệt có tính đến trình độ của các nước. Những kết quả đạt được trong kỳ APEC 2017 không chỉ thể hiện vai trò, vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, mà còn cho thấy APEC vẫn tiếp tục là một cơ chế hợp tác kinh tế khu vực hàng đầu, nơi khởi xướng và thúc đẩy hợp tác, kết nối cũng như hội tụ trí tuệ của khu vực và thế giới. Vâng, thưa quý vị, năm 2017 cũng là năm đầu tiên có nghị quyết về kinh tế tư nhân. Cụ thể, ngay từ khi mới ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã được cộng đồng các doanh nghiệp doanh nhân phấn khởi đón nhận. Đây được xem là một động lực to lớn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nên những cú hích mới cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, chủ động hội nhập kinh tế toàn cầu. Ngày 3 tháng 6 năm 2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quyết định số 10 về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó nêu rõ, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đồng thời, yêu cầu các đội ngũ, cán bộ, công chức cần có sự đột phá trong tư duy và hành động, kiên trì đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật thị trường và thông lệ chuẩn mực quốc tế, xóa bỏ mọi định kiến, rào cản, cải cách mạnh các thủ tục hành chính dườm già, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Từ sau nghị quyết 10 đến nay, thì cái nhận thức của đảng viên, của cán bộ và đặc biệt là nhận thức của nhân dân đối với kinh tế tư nhân đã có sự thay đổi. Kinh tế tư nhân bây giờ đấy đã được đảng ta xác định đúng vị trí vai trò của nó, và những người làm kinh tế tư nhân, tức là những doanh nhân, họ rất phấn khởi rằng là đảng đã nhìn thấy đúng vị trí vai trò của doanh nghiệp tư nhân, của kinh tế tư nhân nói chung, cho nên họ yên tâm bỏ vốn ra đầu tư kinh doanh, họ yên tâm phát triển ngành nghề mà họ có thế mạnh để góp phần vào phát triển nền kinh tế đất nước. Ngay đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 98 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 10. Việc xây dựng và ban hành chương trình hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Thứ nhất là chúng tôi được tài trợ đi học những cái khóa mà nâng cao năng lực của lãnh đạo. Ngoài ra chúng tôi cũng đăng ký cho nhân viên của chúng tôi là những cái quản lý cấp trung đi tham gia để nâng cao cái kiến thức trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng được phát biểu những ý kiến, những cái sáng kiến, những cái đề xuất thẳng thắn với các hiệp hội, với các lãnh đạo của nhà nước, và cũng được nhận được sự giúp đỡ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được
nắm bắt được những thông tin mới, những xu hướng mới của thị trường, nhu cầu thị trường, nhu cầu trong nước và nhu cầu trên thế giới để kịp thời điều hành doanh nghiệp của mình. Trong chương trình hành động, chính phủ cũng đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính đang gây cản trở khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 2 lần một năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Ví dụ như cái tháo gỡ những cái văn bản này, thì tháo gỡ hàng trăm cái mà bây giờ phải đảm bảo của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ ngành, thì tôi nghĩ đến là cái mà doanh nghiệp được thử được. Cái thứ hai nữa là các ngân hàng cho vay bây giờ người ta cũng giảm các điều kiện cho vay. Thì ngày xưa tức là phải bằng bất động sản, mình thế chấp thì mới cho vay được. Thì hiện nay người ta có thể là cho vay bằng cái tài sản hình thành trên vốn vay cộng với lại vất, ví dụ như là các cái mô hình về xưởng thì người ta sẵn sàng người ta chấp nhận cả cái nhà xưởng. Với những chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân được kỳ vọng, một bước tiến mới sẽ cổ vũ động viên mạnh mẽ 500.000 doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng và bền vững. Đặc biệt, sẽ thổi bùng tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của hàng triệu lao động có trí tuệ, tâm huyết để đến năm 2030, nước ta có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng 60-65% GDP cả nước. Thưa quý vị, với nhiều nỗ lực từ chính phủ và các bộ ngành về cắt giảm chi phí, cắt giảm điều kiện kinh doanh và hàng loạt hành động nhiều cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, với những ghi nhận về sự tăng hạng trong bảng xếp hạng của nhiều tổ chức quốc tế. Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Thế giới công bố, Việt Nam ở vị trí 68 trong tổng số 190 nền kinh tế được đánh giá với số điểm 67,93 trên thang điểm 100. Như vậy, so với bảng xếp hạng năm ngoái, Việt Nam đã tăng 14 bậc từ thứ hạng 82. Cụ thể, 8 trên 10 chỉ số được lấy để theo dõi mức trong kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam đã tăng và tăng mạnh. Trong đó, 5 chỉ số được Ngân hàng Thế giới đánh giá cao có tác động tích cực đến môi trường kinh doanh chung ở Việt Nam, gồm chỉ số tiếp cận điện năng, vay vốn, nộp thuế, giao thương quốc tế và thực thi hợp đồng. Với những kết quả tích cực về thăng hạng trong môi trường kinh doanh của Việt Nam trong bảng xếp hạng, đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư. Thêm vào đó, Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc trong năm 2017 và tăng vọt 20 bậc so với 5 năm trước. Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2017 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, Việt Nam tăng 12 bậc. Đây là những thứ hạng cao nhất của Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay. Nguyên nhân do sự thăng hạng môi trường kinh doanh, World Bank cho rằng chính phủ Việt Nam đã thực hiện đồng đều nhiều giải pháp cải cách kinh tế hợp lý trong năm qua. Cụ thể, năm 2017 là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Chính phủ đã đẩy mạnh rà soát các quy định và thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp như chi phí thủ tục hành chính về thuế, hải quan, giấy phép, chi phí về logistics, chi phí kiểm định, thẩm định, giám định và những chi phí khác. Góp phần vào những bước tiến lớn trong môi trường kinh doanh của nước ta năm qua, một cải cách nổi bật cũng phải ghi nhận là hành động cắt giảm hơn 675 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương. Vừa rồi thì Bộ Công Thương cũng đã làm một cái việc mà rất là ngoạn mục và được các doanh nghiệp đánh giá cao là bỏ luôn 675 cái điều kiện kinh doanh mà trước đó của Bộ Công Thương ban hành. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc này là phải nói là có một sự đổi mới rất là quyết tâm, và đặc biệt là trong ngành công thương. Cái sự quyết tâm của Bộ Công Thương trong cái việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, theo cái quá trình theo dõi của chúng tôi đối với các bộ trong cái quá trình mà các bộ thực hiện cái rà soát cái điều kiện kinh doanh, thì dường như là rất là ít bộ chủ động rà soát các điều kiện kinh doanh như là Bộ Công Thương. Hiện nay thì có một số bộ ngoài Bộ Công Thương thì có Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng thì cũng đã chủ động rà soát các điều kiện kinh doanh trong cái lĩnh vực mà bộ ngành quản lý. Những cải thiện trong môi trường kinh doanh là động lực và bệ đỡ lớn giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh, tạo đà cho các doanh nghiệp phát triển, mở rộng quy mô và có những bứt phá. Bên cạnh du lịch có bước tăng trưởng ấn tượng thì sự phục hồi đầy ngoạn mục của ngành nông nghiệp cũng là một điểm sáng đáng ghi nhận. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, thiên tai liên tục xảy ra nhưng ngành nông nghiệp đã có những bứt phá đi lên, tăng trưởng vượt chỉ tiêu mà chính phủ đề ra. Thưa
Theo Tổng cục Thống kê, giá trị xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp năm 2017 tăng 3,16% so với năm 2016. Trong đó, trồng trọt tăng 2,23%, chăn nuôi tăng 2,16%, lâm nghiệp tăng 5,17% và thủy sản tăng 5,89%. GDP nông lâm thủy sản tăng 2,9%. Năm 2017, ngành nông nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu chính về tăng trưởng. Trong đó có những cái chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, dù là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất từ thiên tai, song lĩnh vực trồng trọt đã tạo được nhiều chuyển biến trong năm qua. Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được đẩy mạnh. Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương, vùng miền gắn với nhu cầu thị trường. Nhờ đó, giá trị sản xuất trồng trọt đã tăng 2,23% so với năm 2016, vượt mục tiêu so với kế hoạch đề ra là 2%. Thì Đồng Tháp cũng đã bắt đầu nghĩ đến cái việc làm thế nào và đưa những cái ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin để giúp người dân cải thiện cái quy trình sản xuất và khẳng định rằng cái sản phẩm của mình là có cái thị trường tiêu thụ và thích hợp, an toàn và bền vững. Thì cái hoạt động này đang được người dân và đang được các ngành, các địa phương quan tâm và có cái sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp mà người ta có cái thế mạnh hoặc là người ta có cái điều kiện nghĩ rằng Đồng Tháp là nơi mà để người ta đến để mà tổ chức cái đầu tư phát triển lâu dài. Việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2017 với tổng số khoảng 185,7 nghìn hecta được chuyển sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và các cây màu, cây làm thức ăn chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến nay, hầu hết các địa phương đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô từ vài chục hecta đến vài trăm hecta với nhiều loại cây trồng. Đến hết năm 2017, cả nước có khoảng 600.000 hecta sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn với quy trình tiên tiến, thân thiện với môi trường như VietGAP, GlobalGAP. Bên cạnh đó, đà tăng trưởng của thủy sản cũng góp phần vào những thành tựu của ngành nông nghiệp. Theo đó, thủy sản tiếp tục là lĩnh vực được duy trì đà tăng trưởng ở mức cao nhất của toàn ngành nông nghiệp trong năm 2017. Trong những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật trong bức tranh kinh tế Việt Nam, bên cạnh những mảng sáng thì còn một vài khuyến khuyết và bất cập. Đáng quan tâm nhất là sự cố các dự án BOT giao thông đã gây bức xúc trong xã hội và làm giảm sút niềm tin của người dân. Nhận sứ mệnh giúp thay đổi diện mạo giao thông Việt Nam được xem là hướng đi đúng đắn trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp. Nhưng dường như, thời gian qua, nhiều dự án BOT lại không phải là hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng, trở thành bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Nhiều nơi tạo thành điểm nóng gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế. Bức xúc tại BOT Cai Lậy - Tiền Giang gây xôn xao dư luận. Để bày tỏ bức xúc này, các tài xế đã dùng tiền 200 và 500 đồng mua vé qua trạm. Trong quá trình thực hiện BOT, còn nhiều dự án là triển khai chưa đúng quy trình. Và trong quá trình thực hiện triển khai thì việc kiểm tra kiểm soát chưa kịp thời thì dẫn đến là những cái bức xúc ở trong những người sử dụng những cái dự án đó cũng như toàn xã hội, chẳng hạn như là dự án BOT là Cai Lậy, tuyến tránh Cai Lậy. Những bất cập này đã dẫn nên những hệ lụy không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam trong năm qua, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và quan ngại hơn cả là giảm sút niềm tin của người dân. Nó tạo ra một cái sự phản ứng của dư luận. Người ta mất niềm tin vào những cái mô hình như thế này. Như vậy nó xói mòn cái niềm tin của người dân vào một cái mô hình mà tự bản thân cái mô hình đó, nếu được thiết kế và quản lý tốt, nó là một cái giải pháp quan trọng. Sau những bức xúc và phản đối tại BOT Cai Lậy, làn sóng bức xúc và phản đối của người dân và những bất cập BOT đã tiếp tục lan rộng. Những phản ứng của người dân đã diễn ra tương tự BOT Cai Lậy như dùng tiền lẻ để qua trạm, nổi bật cho BOT Biên Hòa, BOT Cần Thơ và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vâng, những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm Kinh tế số đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Quý vị có thể xem lại chương trình hoặc xem trực tuyến trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.